Con có người bạn mà người bạn này thì chỉ nghe đến chứ còn chưa có tiếp xúc qua thành ra, nhưng mà anh ta thì đã có vợ có con, và bây giờ trong tâm anh ta là chỉ muốn đi tu thôi, mà trong khi như vậy thì làm cho vợ con rất là đau khổ. Thì cái theo con nghĩ là cái trạng thái của anh ta cũng tương tự giống như cái anh chàng mà trẻ. Thì nếu bây giờ cho một lời khuyên tới với anh ta thì thầy sẽ cho một lời khuyên như thế nào? Lời khuyên như thế này, thật ra cái sự tu học á, là tu học là vì hạnh phúc và của một chúng sinh, đúng không? Đem đi tu là vì hạnh phúc an lạc cho chúng sinh, như lời nguyện của Đức Phật á, là ta ra đời vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Như vậy vợ anh có phải là chúng sinh không? Con anh có phải là chúng sinh không? Cho nên á, chúng ta thường có quan niệm này, ở đây là các vị hay mắc phải. Mình lo cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, mình nghĩ mình lo cho đó không có phước. Mình lo cho thằng què lẹt nào đi sinh mới phước, lo cho đau bão lụt thiên tai có phước. Tất cả mấy người này mình thấy giống như bổn phận à, đôi khi làm phiền mình nữa, phước báo gì, phải không? Các vị nghĩ vậy là lầm. Thật ra các vị, những người chung sống với các vị, chúng ta quen quá thôi, chứ họ là cái gì? Cái người kia chúng sinh họ là cái gì? Ta chúng sinh thì họ là gỗ đá. Xin thưa các vị, họ cũng là chúng sinh. Cho nên chúng ta làm được hạnh phúc của một chúng sinh nào, chúng ta có công đức về chúng sinh đó. Cho nên làm những gì cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, cho con, đừng nghĩ là không có phước, vẫn có phước như thường. Nhưng mà ở quan niệm làm cái công đức cho cha, cho mẹ, nó thuộc về cái gì? Nó thuộc về ân điền. Còn làm tất cả những chúng sinh cho ở ngoài thiên tai bão lụt, cái đó gọi là gì? Là bi điền. Như vậy nếu chúng ta bỏ những chúng sinh này đau khổ để chúng ta đi nghỉ để làm cho một chúng sinh khác thì cái điều đó chưa thích hợp lắm. Cho nên anh này muốn đi tu thì được thôi, nhưng mà anh phải làm như thế nào để thỏa thuận tất cả mọi người trong gia đình đồng ý đi, rồi sau đó anh hãy đi tu. Bởi vì anh đi tu chưa biết anh làm được hạnh phúc cho ai, trước mắt anh là đau khổ cho những người này. Và cái điều này ngày xưa chính Tịnh Phạn Vương đã yêu cầu Đức Phật trong luật là: này Thế Tôn, Phụ Dương xin khuyên Thế Tôn một điều, từ đây về sau những người nào đi xuất gia thì Thế Tôn nên khuyên họ phải được sự chấp thuận của gia đình, bởi vì chính Thế Tôn làm Phụ Vương đau khổ và Gia Du Đà La đau khổ. Phật đã chấp nhận điều này trong luật tạng, và điều này chỉ duy nhất Đức Phật làm được. Và sau đó Đức Phật đã ra trong luật tạng: một người không được quyền trốn thế đi tu, không quyền trốn do gì đấy dân dân dân, chưa được sự chấp thuận cha mẹ đi tu. Điều này rất rõ ràng trong cái luật hôm nay. Như vậy anh này mang tính cách là muốn đi tu thì hãy cứ mà tu trong tại gia được đi, để làm tất cả mọi thứ, rồi sau đó xin với gia đình ý kiến như vậy, giờ anh như vậy, có tâm nguyện như vậy, vân vân, anh làm tất cả mọi thứ, rồi bây giờ hãy cho phép anh đi tu. Tất cả điều này rất nhiều người đã làm bằng con đường đó.